Xin kính chào và cảm ơn quý khán giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Chương trình trưa nay thứ năm ngày 18 tháng 5 sẽ có những nội dung chính sau. Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế khai mạc hội nghị lần thứ 11 để xem xét quy hoạch chung đô thị Thừa Thiên Huế và nhiều nội dung quan trọng khác. Người dân trên mọi miền Tổ quốc hào hức về thủ đô để vào viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh mừng sinh nhật Người. Những gương mặt đoàn viên tiêu biểu trong phong trào đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Sáng ngày 18 tháng 5, Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế tổ chức khai mạc hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 11 để xem xét quy hoạch chung đô thị Thừa Thiên Huế đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065, quán triệt quy định 96 của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh chức vụ lãnh đạo quản lý trong hệ thống chính trị và một số nội dung quan trọng khác. Chủ trì hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương. Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu nhấn mạnh, hội nghị lần này rất có ý nghĩa, quyết nghị nhiều nội dung quan trọng của tỉnh, không chỉ trong nhiệm kỳ này mà cho nhiều năm tới. Ban thường vụ đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung nghiên cứu thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, xác đáng để hoàn thiện đồ án, các báo cáo, tờ trình, dự thảo, nghị quyết, kết luận để Tỉnh ủy xem xét thông qua. Theo đó, hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 11 tập trung thảo luận các nội dung liên quan về đồ án quy hoạch chung đô thị Thừa Thiên Huế đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065, bổ sung kiện toàn Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh và bổ sung quy hoạch Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025. Lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, các báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban thường vụ Tỉnh ủy giữa nhiệm kỳ 2020-2025. Kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 và một số nội dung quan trọng khác. Cùng tại hội nghị, Ban thường vụ Tỉnh ủy cũng đã phát động ủng hộ kinh phí chung tay hỗ trợ xóa nhà tạm cho người nghèo tỉnh Thừa Thiên Huế. Từ nguồn quỹ đóng góp, Ban thường vụ cũng yêu cầu các sở ban ngành liên quan và các địa phương tiếp tục ra soát, thống kê, lập danh sách các hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách khó khăn về nhà ở trên địa bàn quản lý để hỗ trợ xây dựng, giúp các hộ gia đình an cư lạc nghiệp, sớm ổn định cuộc sống. Chiều qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế làm việc với Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc UNDP về hợp tác thúc đẩy phát triển phương tiện giao thông điện và giao thông xanh trên địa bàn. Tham gia buổi làm việc có Phó trưởng đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam Patrick Heverman. Về phía lãnh đạo tỉnh có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Hải Minh. Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi các nội dung liên quan nhằm tăng cường chính sách giao thông vận tải trong thành phố theo hướng phát triển xanh, thúc đẩy sử dụng giao thông điện trong các dịch vụ giao nhận hàng hóa và hành khách, lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời thí điểm, sử dụng năng lượng tái tạo tại khu vực trạm sạc dành cho xe tải điện, xây dựng các mô hình thử nghiệm chính sách về lĩnh vực kinh tế carbon thấp, phát triển xanh, kinh tế tuần hoàn và các mô hình phát triển bền vững, tổ chức các hoạt động nghiên cứu hội thảo nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về giao thông xanh, kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững và khuyến nghị các chính sách cho tỉnh Thừa Thiên Huế của các lĩnh vực liên quan. Phó trưởng đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam Patrick Haverman nhấn mạnh, thành phố Huế cần phải xây dựng quy hoạch phát triển giao thông xanh tổng thể, lồng ghép với các hoạt động phát triển khác, trong đó cần có các lộ trình phù hợp, hệ thống mạng lưới hạ tầng giao thông cần được thiết kế để tích hợp thân thiện với môi trường, đồng thời cần xây dựng khung thể chế chính sách đối với hoạt động quản lý vận hành và khuyến khích các sáng kiến xanh hóa. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Hải Minh cho biết, sau khi ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác vào tháng 7 năm 2020, tỉnh Thừa Thiên Huế và UNDP đã triển khai hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực phát triển bền vững như hỗ trợ công tác ứng phó biến đổi khí hậu và bảo tồn đa dạng sinh học, tăng cường việc đổi mới và phát triển đô thị carbon thấp thông minh, triển khai sáng kiến giao thông điện xanh và phát triển kinh tế tuần hoàn. Hợp tác giữa UNDP và tỉnh Thừa Thiên Huế khá toàn diện và mang lại những hiệu quả. Phó Chủ tịch Ủy ban Dân tỉnh Hoàng Hải Minh mong muốn UNDP tiếp tục xem Thừa Thiên Huế là đối tác hợp tác toàn diện để tiếp tục thực hiện các chương trình, dự án, thí điểm các chính sách mới về phát triển bền vững. Trong khuôn khổ dự án Huế đô thị giảm nhựa với sự tài trợ của Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên WWF tại Việt Nam, sáng 18 tháng 5, dự án Huế đô thị giảm nhựa phối hợp với Sở Du lịch Thừa Thiên Huế, Hiệp hội Du lịch Thừa Thiên Huế tổ chức hội thảo về giảm thiểu rác thải nhựa trong hoạt động du lịch tại thành phố Huế. Hội thảo thu hút sự tham gia của hơn 40 doanh nghiệp du lịch dịch vụ trên địa bàn tỉnh. Tại đây, các doanh nghiệp đã chia sẻ một số mô hình sáng kiến về giảm thiểu rác thải tại các khách sạn, nhà hàng, đơn vị kinh doanh lữ hành, điểm du lịch tại thành phố Huế, cũng như thảo luận các hoạt động lồng ghép nội dung giảm nhựa du lịch bền vững, từ giảng dạy, đào tạo, dành cho nguồn nhân lực du lịch.
qua đó xác định mục tiêu và một số giải pháp cụ thể, trách nhiệm của các bên liên quan nhằm giảm thiểu rác thải nhựa trong các hoạt động du lịch tại thành phố Huế trong giai đoạn 2023-2025, góp phần xây dựng Huế trở thành đô thị giảm nhựa ở miền Trung Việt Nam. Với mục tiêu đến cuối năm 2024, Huế sẽ giảm 30% lượng rác thải nhựa thất thoát ra môi trường. Tại hội thảo, Sở Du lịch Thừa Thiên Huế, Hiệp hội Du lịch và Dự án Huế Đô thị giảm nhựa ở miền Trung Việt Nam cùng cam kết triển khai các chương trình giảm thiểu rác thải nhựa trong hoạt động du lịch. Sở Du lịch chính thức phát động phong trào giảm rác thải nhựa trong hoạt động du lịch dịch vụ trên địa bàn. Giáo dục nghề nghiệp có vai trò rất quan trọng trong phát triển kinh tế đất nước. Tuy nhiên, với sự vận động không ngừng nghỉ của xã hội, thị trường lao động ngày càng có nhiều yêu cầu cao hơn về kỹ năng. Nhưng lực lượng lao động lại chưa đáp ứng được, chủ yếu vẫn là lao động chưa có văn bằng chứng chỉ. Để làm rõ hơn vấn đề này cũng như đưa ra các biện pháp tháo gỡ, sáng nay Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội thảo với chủ đề tăng cường gắn kết các bên trong giáo dục nghề nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động. Hội thảo với sự tham dự của nhiều đại biểu đến từ các cơ sở đào tạo nghề trong tỉnh, các doanh nghiệp và các chuyên gia đến từ Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp được xem là tiền đề cho việc xây dựng và hình thành cơ chế hợp tác các bên trong giáo dục nghề nghiệp, góp phần tạo nên nguồn nhân lực chất lượng cao trên địa bàn tỉnh. Trên tinh thần đó, cả đại biểu đã tập trung thảo luận nhiều vấn đề liên quan, trong đó trọng tâm là làm rõ mối quan hệ giữa doanh nghiệp và nhà trường trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp, làm thế nào để đẩy mạnh việc thực hiện cơ chế phối hợp ba bên nhà nước, nhà trường, doanh nghiệp tại địa phương. Phương án như thế nào để tạo ra sự đột phá về chất lượng giáo dục nghề nghiệp, lựa chọn ngành nghề đào tạo đúng hướng, nhất là các ngành nghề khoa học kỹ thuật công nghệ và đào tạo các chuyên ngành mới trong chuyển đổi số. Bên cạnh đó, hội thảo cũng đã nhận được các tham luận về các vấn đề như nghiên cứu giải pháp giáo dục nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, giới thiệu mô hình hội đồng tư vấn kỹ năng nghề, đào tạo nghề gắn với nhu cầu thị trường lao động. Nhằm tôn vinh giá trị tầm quan trọng của bảo tàng trong phát triển xã hội, khuyến khích thúc đẩy giao lưu văn hóa, hiểu biết lẫn nhau và cùng hưởng phát triển bền vững. Ngày 18 tháng 5 hàng năm được chọn là Ngày Quốc tế Bảo tàng. Năm nay, Hiệp hội Bảo tàng Quốc tế lấy chủ đề là Bảo tàng, tính bền vững và an sinh. Tại Việt Nam, hưởng ứng Ngày Quốc tế Bảo tàng năm 2023, các bảo tàng đều chủ động triển khai hoạt động trưng bày giáo dục di sản văn hóa và truyền thông. Hầu hết các bảo tàng trên cả nước đều miễn phí cho khách tham quan vào hôm nay 18 tháng 5. Để thu hút khách tham quan, thời gian qua nhiều bảo tàng đã ứng dụng công nghệ thực tế ảo, góp phần khơi gợi sự hứng thú và kích thích ham muốn tìm hiểu tại bảo tàng, nhất là với thế hệ trẻ. Bộ tem bưu chính nhà sàn Bác Hồ trong khu phủ chủ tịch gồm một mẫu tem và một block vừa được Bộ Thông tin và Truyền thông phát hành nhân kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây cũng là dịp kỷ niệm 65 năm Bác Hồ về ở và làm việc tại ngôi nhà sàn trong khu phủ chủ tịch 17 tháng 5 1958, 17 tháng 5 năm 2023. Được khởi công xây dựng vào ngày 15 tháng 4 năm 1958 và khánh thành ngày 17 tháng 5 năm 1958, nhà sàn Bác Hồ trong khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại phủ chủ tịch là nơi Bác đã ở và làm việc lâu nhất trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình. Nhà sàn Bác Hồ do kiến trúc sư Nguyễn Văn Ninh thiết kế theo kiểu nhà sàn Bác đã ở tại căn cứ địa Việt Bắc trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp. Tháng 5, khi hoa phượng đã rực rỡ Hà Nội, cũng là lúc người dân trên mọi miền Tổ quốc hào hức về thủ đô để vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh mừng sinh nhật Người. Trong những ngày này, quảng trường Ba Đình không chỉ ngập tràn nắng vàng mà còn tràn ngập những cảm xúc thiêng liêng của đồng bào cả nước về đây viếng Người. Ra thăm lăng Bác đã thấy trong sương hàng tre bát ngát ơi hàng thiêng liêng xúc động là cảm xúc của những người dân từ nơi cuối cùng của mảnh đất hình chữ S khi xếp hàng vào lăng viếng Bác. Chiến tranh đã lùi xa gần 50 năm qua, thế nhưng những người lính này mới có dịp đầu tiên mang trong mình những tấm chân tình đến thăm Người. Chúng tôi là những người con của đất mũi Cà Mau. Chúng tôi mong mỏi được một lần vào ra Hà Nội, viếng thủ đô trái tim chung của dân tộc, cũng như được vào lăng viếng Bác để thỏa lòng mong ước từ bấy lâu nay. Thật sự là được thăm lăng Bác và cũng thấy cái thay đổi vì vấn đề là của cái đất nước Việt Nam, nước nhà đã độc lập. Nói chung là rất là phát triển đi lên.
từ những công dân tỉ hon đến những thanh niên, người già đã có mặt từ sáng sớm để xếp hàng viếng Bác. Tất cả họ đều có cảm xúc chung trong dịp đặc biệt này, đó là lòng kính yêu, biết ơn đối với Bác. Lần nào về thăm lăng Bác thì đoàn cũng thấy rất chi là bồi hồi xúc động, đặc biệt là xúc động hơn khi mà nó gần kề vào cái ngày sinh nhật Bác, một trong những vị lãnh tụ hết sức là kính yêu. Tất cả các em học sinh khi mà đến đây thì đều thấy các em là có một cái sự trân trọng, đây là một điều rất chi là quý, kể cả những em rất là nhỏ thì học lớp 2. Hòa vào những dòng người là nhiều du khách nước ngoài, khách quốc tế, họ cùng chọn nơi đây là điểm tham quan khi đến Hà Nội. Các du khách thể hiện lòng thành kính, ngưỡng mộ đối với lãnh tụ kính yêu của nhân dân Việt Nam, danh nhân văn hóa thế giới. Tôi rất là ngạc nhiên khi mà nhìn thấy rất là nhiều người dân Việt Nam với lại rất là nhiều du khách nước ngoài đến đây để viếng thăm lăng Bác Hồ ạ. Dạ, thì là người Việt Nam từ giới trẻ đến người già thì mọi người đến đây thì tôi cảm nhận là ở đây là có ý nghĩa như thế nào đối với người dân Việt Nam. Trong buổi sáng tháng 5 nắng vàng rực rỡ, là cờ đỏ sao vàng tung bay trên quảng trường Ba Đình. Từng dòng người đều chung tâm trạng xúc động, tự hào về vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới Hồ Chí Minh. Thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, thời gian qua tỉnh đoàn Thừa Thiên Huế đã tổ chức thực hiện nhiều giải pháp hiệu quả, trong đó việc đa dạng hóa các hình thức phù hợp cho từng đối tượng, địa bàn, lĩnh vực cụ thể là ưu tiên hàng đầu. Qua đó, nhiều tấm gương thanh niên điển hình xuất sắc xuất hiện ngày càng nhiều, góp phần tích cực vào sự phát triển của quê hương. Phóng sự sau sẽ giới thiệu những tấm gương đoàn viên ở những lĩnh vực rất khác nhau nhưng đều cùng chung nhiệt huyết, trách nhiệm của tuổi trẻ thế hệ Hồ Chí Minh. Thực hiện theo lời dạy của Bác, nhiều thanh niên nông thôn và đô thị đã có những cách làm hay, sáng kiến mới, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương của mình. Điển hình trong số đó là câu chuyện về tinh thần dám nghĩ dám làm của chàng trai Ngô Minh Hiếu, giám đốc hợp tác xã sản xuất và chế biến nông sản Quảng Phú, huyện Quảng Điền. Với trăn trở giúp người dân địa phương tìm được đầu ra cho nông sản, Minh Hiếu đã mạnh dạn trình bày ý tưởng thực hiện dự án đậu phụng tỏi ớt Huế Nết tại cuộc thi thanh niên khởi nghiệp tỉnh lần thứ 2. Và đã xuất sắc giành được giải nhất cuộc thi. Dự án này cũng đã đạt giải 3 cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022. Giờ đây cơ sở của Hiếu đã đạt doanh thu 2,5 tỷ đồng một năm, giải quyết việc làm cho gần 10 lao động và đặc biệt đã góp phần hỗ trợ thu mua một lượng lớn nông sản của người dân địa phương. Phát huy theo lời dạy của Bác ấy, để mà phát triển tốt cơ sở của mình cũng như là tạo giá trị cho cộng đồng thì mình luôn nghĩ đến cái chúng thá kinh doanh tự tế liêm khiết, rồi là mình cùng tạo giá trị cho cộng đồng để cho mình có được giá trị ở trong đó. Thêm một cái đó là một trong những lý do tiêu chí để cho Huế Nết và bên mình phát triển bền vững, phát triển cùng cộng đồng. Thứ hai nữa là các chủ trương, các cái chính sách của Đảng, của Nhà nước thì mình quan tâm bền vững, vì theo đó để cho mình đi cùng với nền nông nghiệp, đi cùng nền chế biến của mình, rồi ra sản phẩm thị trường nó cạnh tranh hơn, nó tốt hơn. Nhận công tác tại Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế vào năm 2020. Công việc chuyên môn của chuyên viên Cải Vĩnh Tuấn Anh là thống kê tội phạm, hướng dẫn nghiệp vụ và các chương trình công tác phòng chống tội phạm của tỉnh và Viện Kiểm sát tối cao. Công việc bận rộn và tốn nhiều thời gian, nhưng Tuấn Anh vẫn sắp xếp ổn thỏa để vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan, vừa là một bí thư đoàn sôi nổi với cả hoạt động đoàn của đơn vị. Nhiều sáng kiến của Tuấn Anh có giá trị thực tiễn cao đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ nhiệm vụ chính trị của ngành kiểm sát và địa phương. Thực hiện việc học tập và làm theo lời Bác, thì trong thời gian vừa qua, bản thân tôi cũng đã cố gắng học tập, rèn luyện và trau dồi những kỹ năng cần thiết trong công tác chuyên môn và trong hoạt động đoàn, phát huy tính chủ động và sáng tạo để qua đó khẳng định được về năng lực và trình độ của bản thân đối với cái lĩnh vực công tác được phân công, góp phần nâng cao cái nhận thức trong việc học tập và làm theo lời Bác trong giai đoạn hiện nay. Không chỉ trên lĩnh vực sản xuất kinh doanh hay công tác chuyên môn, nhiều thanh niên còn âm thầm nỗ lực trong tập luyện để giành được những tấm huy chương danh giá về cho thể thao Thừa Thiên Huế. Tham gia vào sự nghiệp tập luyện chuyên nghiệp hơn 11 năm qua, cô gái nhỏ nhắn Nguyễn Thị Thùy Linh đã xuất sắc gặt hái được nhiều thành công tại các giải đấu trong tỉnh và toàn quốc về bộ môn đá cầu.
Với những thành tích xuất sắc đó, Thùy Linh đã vinh dự nhận được bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh năm 2022 và 2023. Em bắt đầu tập từ năm 2012 đến bây giờ là cũng được 11, 12 năm rồi. Với cái sức trẻ của thanh niên thì em nghĩ là mình làm tốt nhiệm vụ của mình. Kết hợp với sự đam mê của em thì em có thể rèn luyện để mang được về nhiều thành tích cho quê hương và đất nước của mình. Đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới, đặt ra những yêu cầu ngày càng cao đối với việc hình thành và giữ gìn những phẩm chất đạo đức tốt đẹp. Có thể nói qua những cách làm sáng tạo của các cấp bộ đoàn trên địa bàn toàn tỉnh, việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã có tác động tích cực đến nhận thức của đông đảo cán bộ đoàn viên thanh thiếu nhi. Tỉnh phát triển đã dần đi từ học tập đến làm theo lời Bác, gắn với những mô hình mới, phương thức phù hợp. Tự hào tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ, thanh niên Thừa Thiên Huế biến niềm tin thành hành động, như lời hứa suốt đời đi theo con đường vì dân vì nước mà Bác đã mở lối, phấn đấu học tập và làm việc theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Sáng nay, Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế và Ủy ban Nhân dân xã Phú Dương, thành phố Huế tổ chức khai mạc giải đua trẻ truyền thống làng Dương Nộ. Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 1890, 19 tháng 5 2023 và 125 năm người về sinh sống tại làng Dương Nộ. Giải đua trẻ truyền thống năm nay của xã thu hút 6 đội đua đến từ 6 khu vực trên địa bàn xã. Các đội tranh tài tại 10 đội đua gồm 1 đội cúng, 8 đội tiền, 1 đội phá dọc theo dòng sông Phổ Lợi. Thời tiết thuận lợi trong ngày đã giúp cho các đội đua phát huy hết khả năng của mình. Bên cạnh sự hấp dẫn từ những màn so kè kịch tính của các đội đua trên sông, không khí cổ vũ cuồng nhiệt của người dân địa phương cũng làm nên thành công cho ngày hội. Theo ban tổ chức, giải đua trẻ truyền thống bên cạnh rèn luyện kỹ năng sông nước cho thanh niên còn là dịp để tăng cường giao lưu đoàn kết giữa các khu vực. Do đó, trong suốt quá trình diễn ra giải, công tác đảm bảo an toàn cho các vận động viên luôn được ban tổ chức phối hợp với lực lượng chức năng thực hiện chặt chẽ nhằm tránh xảy ra xô xát không đáng có, tạo ấn tượng tốt đẹp để khép lại lễ hội làng Dương Nộ, hành trình tháng năm nhớ Bác. Sáng nay, Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế tổ chức diễn tập triển khai phương án xử lý sự cố phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại xã Vinh Hà, huyện Phú Vang. Công tác diễn tập được triển khai theo tình huống giả định. Chiều tối 17 tháng 5, bão số 3 đã đổ bộ vào tỉnh Thừa Thiên Huế, tâm bão vào khu vực huyện Phú Vang làm ngừng giảm cung cấp điện cho nhiều phụ tải quan trọng, mất điện diện rộng trên địa bàn quản lý. Trước sự cố đó, Trưởng ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Điện lực Thừa Thiên Huế đã phát lệnh diễn tập dưới sự tham gia của lực lượng đội xung kích của Điện lực Phú Vang và Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Thừa Thiên Huế, trang bị đầy đủ dụng cụ, phương tiện tham gia hỗ trợ khắc phục sự cố do thiên tai gây ra. Buổi diễn tập được triển khai thực hiện đã góp phần nâng cao trình độ, khả năng tổ chức điều hành của các đơn vị trong công tác phối hợp xử lý, khắc phục kịp thời tình huống sự cố do thiên tai, đồng thời tuyên truyền phổ biến các quy định về phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, đảm bảo an toàn hệ thống lưới điện cho cán bộ công nhân, nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, phát huy ý thức tự giác, chủ động phòng tránh thiên tai, đảm bảo an toàn hệ thống lưới điện trên địa bàn. Huyện A Lưới tổ chức lễ trao tặng bò giống của các huyện, thị xã và thành phố Huế cho 8 hộ nghèo, gia đình chính sách khó khăn tại xã Hồng Kim, Hồng Bắc, Hồng Thái và xã Quảng Nhâm, huyện A Lưới với tổng giá trị 240 triệu đồng. Đây là chương trình hỗ trợ được các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh trích từ quỹ vì người nghèo, hỗ trợ liên kết phối hợp với các đơn vị có chức năng mua bò giống bản địa phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng tại huyện A Lưới. Thông qua chương trình này, góp phần thực hiện có hiệu quả nghị quyết 11 NQTU ngày 3 tháng 11 năm 2021 của tỉnh ủy về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế đến đây xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.